Đột quỵ ở người trẻ tuổi tăng cao. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp nhận hơn 40 ca bệnh đột quỵ. Trong đó có 20% bệnh nhân dưới 50 tuổi, thậm chí có bệnh nhân mới hơn 30 tuổi. 33 tuổi và là lao động chính của gia đình, nhưng bệnh nhân H là nam, trú tại xã Vĩnh Quang, thành phố Kon Tum, đang phải đối mặt với nguy cơ liệt nửa người vì đột quỵ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng huyết áp cao, đau đầu, chóng mặt, tay chân yếu, khó vận động. Hay như trường hợp của bệnh nhân X, 50 tuổi, trú tại xã Tumorong, huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum, đột ngột co giật, ngã quỵ sau khi đi làm về. Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu và chuyển tuyến điều trị đột quỵ tại khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Cả hai trường hợp bệnh nhân trên đều có tiền sử tăng huyết áp. Năm 2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp nhận điều trị trên 400 lượt bệnh nhân nhập viện do đột quỵ, tăng khoảng 15% so với năm 2022. Năm 2024, từ đầu năm đến nay, có hơn 40 bệnh nhân mắc đột quỵ điều trị tại bệnh viện, trong đó có khoảng 20% bệnh nhân dưới 50 tuổi. Điều này cho thấy đột quỵ ở người trẻ tuổi gia tăng cả về số lượng và mức độ trẻ hóa. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hoa, đang công tác tại khoa nội tim mạch cho biết, các triệu chứng điển hình có thể nhận thấy ở một người bị đột quỵ đó chính là méo miệng, nói khó. Bệnh nhân thường bị liệt nửa người, tê yếu nửa người, đi lại loạn choạng, khó khăn, khó giữ thăng bằng, v.v. Theo bác sĩ Hoa, ở người trẻ tuổi khi có các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nên đi khám định kỳ ít nhất là một năm một lần, kiểm tra huyết áp, làm đầy đủ các cận lâm sàng để tầm soát các bệnh lý có nguy cơ gây đột quỵ. Nếu mắc bệnh thì cần phải điều trị kịp thời và dự phòng sớm bệnh lý đột quỵ này. Đột quỵ là một căn bệnh nguy hiểm nhưng có thể phòng tránh. Tập thể dục mỗi ngày giúp giảm mỡ máu, đồng thời giảm nguy cơ đột quỵ ở người trẻ tuổi. Nói không với chất kích thích, thuốc lá và xây dựng thói quen ăn uống khoa học, đặc biệt là thường xuyên khám sức khỏe định kỳ là cách bảo vệ bản thân trước căn bệnh này.